Kính thưa quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa, chúng tôi xin thuật lại bài Lá thơ hải ngoại do Kỳ Vân cư sĩ biên khảo như sau. Từ hải ngoại Kỳ Vân kính gửi thăm Đức Thầy Diệu vợi quê nhà, các cớ mượn xác hàng Nga. Thầy thử bổn đạo vậy mà ngẩn ngơ, ai chấp tướng chắc thời khổ dữ, thấy tướng thầy xác nữ mà khinh, sau này biết được giật mình. Ăn năn e muộn chấp hình lỡ nguy, Phật thần thông huyền vi ai biết. Phật mượn thân khắc nghiệt phàm phu, hạ phàm cho chúng thấy tu. Ngờ đâu chúng chấp tướng tù nữ nam, tướng thầy mượn tướng phàm giả tạm. Tướng ngục tù ngục khám như ai, nếu thầy mượn tướng nam tài, chắc gì ma quỷ để thầy được yên. Thầy phải mượn khùng điên xác nữ, thân xin ăn rốt chữ bần hàn. Giả dại nói bướng nói càn, giả mê giả tỉnh xóm làng rêu rao. Người đại trí hiểu cao khùng khiệu, không chấp danh chấp hiệu nghèo hèn, không chấp nam nữ chê khen, không chấp thân giả khùng điên của thầy, miễn biết được thân này thầy mượn, xuống thế trần liệu lượng dạy đời. Mèo kêu giặc giã khắp nơi, thầy về mượn xác đưa thời hạ ngươn, mượn xác thiện nữ nhơn quê rốt, mượn xác trần đặng cốt dạy khuyên, ai người hữu phước hữu duyên, biết được khùng khiệu từ miền tiên bang. Từ hải ngoại đôi hàng nhắn gửi thăm Đức Thầy Diệu vậy nhớ mong, nhớ lời thầy dặn đạo đồng. Đừng nên chành mảng lập công chớ chảy, cổng hoa hội từ đây mở cửa. Quý mão này khói lửa đã kề, rồng rắn biến chuyển thảm thê, ai về dự hội ai về Diêm Vương. Thầy nhắc nhở tình thương sinh chúng, nhưng phần nhiều tồi túng mê cuồng. Ai người trung thủy tu luôn, thì là mới thấy được tuồng long hoa, ai khờ dại thiết tha vật giả. Sẽ rớt rơi xa ngã ngục tù, Diêm Vương chôn nhốt muôn thu, oan hồn sa đọa âm u diêm đường. Từ hải ngoại xa phương kính cẩn, trò thăm thầy tu ẩn rừng hoang, long hoa trời Phật mở màn. Chúc thầy Sơn bửu khầy đàn độ dân, bẩn thuyết người về dự long hoa. Sĩ hiền rốt chữ xuống ta bà, vô biên nói sấm đời ngươn hạ, danh truyền pháp Phật cứu bá gia. Bửu ngọc nam bang pháp Phật thầy, sơn hà xã tắc hội rồng mây. Kỳ quan kim cổ lời thầy thuyết, hương trầm bay tỏa khắp đông tây. Tự thuật hành trạng Bồ Tát Phật, mượn xác giả ngụy trang cứu đạo. Mượn nữ nhân được dạo ta bà, nếu không bị đắm hải hà, làm sao tồn tại dựng nhà Phật Vương. Trích quyển quay về nguồn cội trang 250, Đức Cậu Bần Sĩ Vô Danh thuyết, thiền tịnh biểu Sơn Sydney ấn tống năm 1997. Sydney, ngày 30 tháng 10 năm 2023, Kỳ Vân cư sĩ biên khảo. Xin chân thành cảm ơn quý Phật tử, quý đạo hữu gần xa đã dành thời gian quý báu để xem.